Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với Trên Đời Hùng Xe Hơi. Và nhiều khách hàng, nó cũng là một cái suy nghĩ và cũng như là một cái tư tưởng, có thể nói là đi sâu vào tiềm thức của người sử dụng xe ở Việt Nam rồi. Thì mua xe Nhật với tiêu chí là bền bỉ, tiết kiệm và giữ giá. Thì mình làm cái video này muốn cung cấp cho quý khách hàng một kênh thông tin chúng ta có thể kiểm tra về cái giá xe cũng như là cập nhật hơn về cái thị trường xe cũ cũng như xe mới hiện nay ở Hà Nội hay ở các tỉnh lân cận. Thì hiện nay với Honda City có hai bản, chúng ta có bản cao cấp nhất là bản City Top và bản thường là bản City G. Hai mẫu xe mới này có mức giá lần lượt là 599 triệu đồng và 559 triệu đồng, chưa bao gồm khuyến mại và lăn bánh. Thì hiện nay cái Honda City phiên bản cao cấp nhất và bán chạy nhất là Honda City Top, với cái mức giá xe công bố sẽ là 599 triệu đồng. Và để hoàn thiện lăn bánh, dự kiến ở Hà Nội thì chúng ta sẽ hết dao động vào khoảng 609 cho giá lăn bánh tại Hà Nội chưa trừ khuyến mại, và 660 triệu ở các tỉnh với thuế 10%. Hiện nay thì cái chương trình khuyến mại của cái bản này nó dao động từ 40 triệu đồng tiền mặt và tặng kèm thêm phụ kiện. Tức là chúng ta sẽ bỏ ra khoảng 620 triệu để lăn bánh một chiếc Honda City phiên bản cao cấp nhất ở tỉnh, và khoảng 600 rưỡi chúng ta lăn bánh ở Hà Nội. Về cái xe cũ thì mình ví dụ với cái chiếc Honda City Top màu đỏ mà quý khách hàng đang xem trên video. Hiện nay ở Vietjet Auto đang bày bán Honda City Top phiên đời 2018, xe chạy hơn 2 vạn một chút, và cái mức giá chào bán đang là 535 triệu đồng. Tức là sau 2 năm thì quý khách hàng có thể nói là đang chỉ lỗ 100 triệu từ 620 triệu lăn bánh ở xe mới. Tại thời điểm này chúng ta mua một chiếc xe cũ cách đây 2 năm thì cái mức giá hiện nay đang là 535 đến 540 triệu đồng, có thể thương lượng kèm theo. Rồi thì Vietjet Auto cũng là một gara khá uy tín và cũng rất nhiều xe đẹp. Quý khách hàng có thể tham khảo những cái mẫu xe ở Vietjet Auto cập nhật liên tục trên channel Sống Cùng Xe trên YouTube, và đừng quên like, share cũng như là comment những cái xe mà quý khách hàng muốn kiểm tra cũng như là muốn tham khảo thêm về giá cho cả xe mới và xe cũ. Hiện nay thì hai kênh YouTube này của mình và kênh Sống Cùng Xe của anh Nghĩa sẽ liên tục cập nhật ra những cái video mới nhất. Quý khách hàng có thể comment những cái mẫu xe mà mình mong muốn biết về giá cả cũng như là cái thị trường xe cũ, xe mới để cân đối tham khảo, lựa chọn cho những chiếc xe phù hợp nhất với cái nhu cầu và tập tài chính của mình. Rồi, mọi thông tin tư vấn, tham khảo về giá cũng như là review, so sánh sản phẩm thì quý hàng có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.